Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hiện tại mình đang ở tour 2 các bạn ơi. Đang ở tour 2 nha. Thì ở đây mình gặp một chiếc 290 ha. 290 đang xới. Xới có cái cây kéo cái cây sắt làm sao để mà chặt luôn nha. Nói chung ra này cái chỗ đó bên đó nó hơi gò á, lấy nước vô nó không ngập nổi ha. Nên là chiếc xe mình chạy nó cảm giác hơi có dấu nha các bạn. Không có liền nổi ha. Xong chuẩn bị xong đám này các bạn, rồi anh ra cái đám kế bên anh xới nè, mình quay một đoạn cho các bạn xem chơi nha. Chiếc này nhìn máy móc nước sơn còn đẹp đó nha các bạn. Chiếc này còn khá đẹp luôn nha. Cái đó anh vừa xới vừa kéo ra luôn ha. Kéo qua cho nó cạn bớt, cho nó thấp xuống bớt á. Ở đây anh chủ xạ cái giống 5451 nha các bạn. 5451. Rồi qua bờ luôn ha. Xới nước quay đã ha các bạn. Nó đã ha, quay xới khô nhiều. Bò qua chưa? Chưa ha các bạn. Còn kéo cái gốc đó ra cái nữa nha. Mình nghĩ là chạy một vòng các bạn, chạy một vòng xung quanh đánh đường nước á. Đánh đường nước bằng bánh cái luôn nha. Hai cái bánh cái đánh tới đường nước luôn á. Các bạn thấy ở trên nên đánh đường nước đơn giản không? Đây hai anh xả tay luôn nha. Ở đây làm lúa ít lắm các bạn nên anh em xả tay. Mà đúng ra cái vùng tua 2 này anh em cũng làm hai vụ lúa chứ ta. Hai vụ lúa, một vụ bắp rồi chứ. Mà anh em cũng xả tay cũng nhiều à. Cái đất nó cũng nhỏ các bạn nên là anh em cũng không mua máy chi nha. Rồi chạy xuống nè. Biển số đẹp quá ha. 79999 nha. 79999, 39 luôn. Phù queo các bạn ơi, máy rất đẹp luôn nha. Dàn này dàn nghĩa địa hộp xo đôi luôn nha các bạn. Không biết hai bánh máy đây. Thôi để đi ra đám ngoài, đi ra đám ngoài tính tiếp nha các bạn. Anh bò giáp lại xong anh qua bờ nè. Còn lằn giữa nữa ha. Còn giữa lằn nữa. Chỉ là tiếng máy còn nghe chắc ghê các bạn ơi. Mấy chiếc này chắc lúc trước mình cũng có gặp rồi, nhưng mà tại vì nó nhiều quá các bạn. Nó nhiều, ví dụ như trên tour 2 đi, rất là nhiều chiếc 290. Nó là nhiều khi mình quay rồi quay chưa mình cũng nhớ không nổi nữa. Tức là mình quay nhiều quá mình cũng không nhớ nổi nữa các bạn ơi. Rồi xong rồi ha. Xuống lần này nữa. Lần này là xới nha. Cho lắp bánh xe lại. Xung quanh bánh kia là chính giữa được rồi. Dàn xới để hớt ở trên thôi nha, chứ không đi sâu. Rồi dàn xới để hớt ở trên thôi. Rồi qua năm đó luôn nha các bạn. Qua bên kia mình quay cho tận sáng lên nha, còn đây nó bị nghịch sáng nè. Nghịch sáng nên là xem không rõ nha. Rồi. Cái cây chạc anh sao nhỏ xíu à. Một bên dài bên ngắn nha các bạn, tại bên ngắn là nó đưa vô cái bờ nha, còn bên dài đưa ra ngoài. Rồi. Chạy lên.
uống nước hả? Rồi để mình đẩy xe ra ngoài các bạn ơi. Này giờ cái bờ này cao quá là giờ mình phải ve ha, ve ngược tới ngoài luôn á. Nằm thế khó quá. Đất vào đây cao nè, quá cao luôn. Vậy chứ trên tôi giặt tôi hai anh em xạ khoảng một tuần lễ đó là dứt điểm hết luôn các bạn. Tôi hai tôi một ấp xí dọt rồi đó là chắc là tuần lễ 10 ngày là xong hết nha. Nên nó là xong đợt này hết, không biết là đi đâu kiếm mấy cài quay cho bạn xem đây. Nước nó hơi hơi thiếu nước ha, nó hơi dắt mà nó bị khô. Cái này chạy mấy lần là xong các bạn ơi, nhanh lắm. 290 một cầu thì nó khoảng 2,7 tấn các bạn, hai cầu thì nó 3 tấn nha. Chiếc này thì cái xác nó cũng nhẹ, với lại cái vùng đất trên này các bạn cái chân nó cứng lắm, nên nó là mấy chiếc xe lớn lớn hay Belagut gì xuống xới nó cũng không có lúng nha. Đất này không phải là đất phù sa, nó là cũng chạy sới ok các bạn. Gai lì chứ không phải gai móc quá. Đi đường đánh đường nước nha. 90-80 HP thì theo mình thấy thì xới nước này nó nhẹ rất là nhiều các bạn. Nó nhẹ máy nên là chắc nó cũng nhẹ dầu ha. Thì bữa mình quay cái chiếc 290 xới nước ở trên ở dưới Thuận Hưng các bạn, ở dưới Thuận Hưng của Trảng Bàng á. Thì anh em bữa đó xới cái đám đó thì nặng lắm, nặng xới lắm các bạn. Rất là nặng xới luôn nha. Thì anh em nói là khoảng cũng đi khoảng 20 lít dầu nha các bạn. Khoảng 20 lít. Nhưng mà cái chiếc này xới cái đám này theo cái mình nghĩ chỉ cỡ 13 14 lít là dữ ha. Chứ anh chủ anh đạp cũng riêu nè. Cái máy nó cũng không có lớn nhiều á.
gió chắc tiếng máy cái hồn nữa chắc các bạn. Đi làm phải quành lên một cái nữa các bạn, nó có cái lằn bờ đây nè. Còn một cách nó sót gì mấy tắc à. Nước nước các bạn, nó có nước nước nó chạc luôn ha, nhìn nó đã ha. Nó bằng luôn rồi. Thường là ôm cua gì đó các bạn, ôm cua gì là nó có dấu ha. Ôm cua nó có dấu. Bây giờ chắc ra nó được nước. Chưa liền á, anh chạy là cho liền nha. Ở đây khu trên này các bạn, khu trên này anh em người ta chuộng giống 5451 chứ lắm nha. Đa số là 5451, ở tua 1 đi vô cũng vậy. Đa số anh em cũng xả 5451 nhiều nha. Ở đây thì anh em ta làm đất cũng sơ sơ các bạn, không có làm kỹ giống như miền Tây ha. Miền Tây gì đâu mà chạc cái một láng như sân banh luôn trời, hết tiếc đã luôn. Rồi bây giờ là anh em sới giặt ngang ha. Các kiểu sới sới lôi ra các bạn. Sới lôi đất ra nha. Lôi đất lôi cái phần gò này nè, lôi phần gò này ra ngoài nha. Nó hơi cao quá. Bạn thấy vậy chứ dàn xế kéo cũng được lắm nha. Chiếc xe container nó vượt chiếc xe máy cày chở con bò bốc kèn ghê thiệt. Vụ này xới nước là xe này là bự rồi đó. Đánh từng nước rồi xong phải không? Xới nước mà xe này là coi như cũng bự đó các bạn. Tại xới nước đây số đầu xe nhỏ các bạn, Bellywood cũng ít xới nước đó. Cũng có mà ít đó các bạn. Các bạn thấy đánh từng nước chưa? Tên nên đánh từng nước đơn giản vậy đó. Chạy cho hai bánh cái nó nhắn xuống cái xong à.
anh tháo cái cây sắt ra rồi một lát nữa rồi anh cột lên cái anh chở về cái xong rồi. Chạy lên cái đầu chạy đường giữa xuống nha, chạy đường giữa xuống cái nữa. Gắn cái gimbal mình mới tháo ra. Mới tháo ra nên bây giờ nó hay rung quá. Mình đứng ở phía cái nhà nữa các bạn, đứng phía cái nhà nó giờ bị nó không có gió ha. Không có gió hầm quá. Đi ra đây cho nó có gió chút xíu coi. Rồi quành xuống nè. Tô 1 thì bổ hỏng là xới 1 triệu, cài 1 triệu nha các bạn. Còn còn ở đây thì mình không biết ha. Nhiều khi anh em ta mão mão cài xới chạc trục rồi đó làm cho tới xả lúa luôn các bạn là cũng 2 triệu mấy á. Sao còn rất đẹp luôn nha. Rồi xong rồi lên luôn. Anh ve lại đi lấy cây sắt nha, rồi mình phải đẩy xe máy mình lấy sau đây. Ủa anh ve lại hả? Có ve lại không? Có ve lại không? Ve đẳng phải không? À ra luôn hả? Tính đâu ve dưới chiếc xe ấy. Còn cây sắt. Cây sắt. À trời chiều xe đóng kế bên phải không? À. Ủa anh này dàn cái địa 2 mét mấy? H3 hả? À vậy là nhỏ hơn cái dàn của xe anh vậy ha. Anh vậy xe vậy 2 mét rưỡi. À. À sới khô dàn kia hả? À. 2m3 các bạn. Đa số 290 anh em xài 2m3 nhiều ha. Đây có cái có khúc nói rồi. À chưa gắn hay là nó xíu xíu đó không? Rồi giờ mình né ra cho anh lên ha. Thôi cái video kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Anh bỏ cây sắt ở đây, chiều anh lại anh xới tiếp nha. Chiều lại cái xới đám sau nhà này. Xới đám sau nhà nha các bạn. Rồi xin chào các bạn nha.